Hello, xin chào tất cả các bạn. Hiện tại Quang đang có mặt tại quầy bán phụ tùng của đại lý Yamaha. Và hôm nay mình sẽ làm video để báo giá nhớt cho các bạn nha. Thì đây là những chai nhớt chính hãng đến từ đại lý Yamaha. Đầu tiên là nhớt cho chiếc xe số thông thường nè, có giá là 96.000 với dung tích là 0.8. Rồi, nhớt thứ hai là nhớt 1 lít nè, có giá là 110.000 thay cho các dòng như là Exciter chẳng hạn. Thứ ba đó là chai nhớt màu vàng này, nhớt cho xe tay ga và sẽ có giá là 108.000. Như 107 mấy trăm đồng á, 108 đi. Rồi, chai thứ tư là 299.000, thường xe Exciter hoặc là mấy chiếc mô tô phân khối nhỏ. Rồi thứ năm sẽ là chai nhớt màu xanh lá này, 105.000, dành cho những dòng xe số FI bảo vệ môi trường.